Thưa quý vị, mưa lớn chiều qua đã khiến nhiều nơi trên địa bàn huyện Tuy An, Phú Yên bị sạt lở hoặc báo động nguy cơ sạt lở rất cao. Khoảng 18 giờ chiều qua, mưa lớn khiến đất đá trên núi bất ngờ đổ xuống vùi lấp, cuốn sập bức tường của một hộ dân ở thôn Cần Lương, xã An Dân, làm hai mẹ con đang ở trong nhà bị đất đá vùi lấp. Người dân trong thôn và gia đình đã nhanh chóng đào bới, cứu hai nạn nhân và đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Thưa quý vị, mưa lớn chỉ mới bắt đầu từ chiều tối qua đến hôm nay nhưng đã khiến nhiều địa phương nằm ở phía bắc của tỉnh Phú Yên bị ngập sâu và gây sạt lở đất nhiều khu vực. Đã có hai người bị thương do sạt lở đất gây sập nhà. Hiện các địa phương ven sông Kỳ Lộ của tỉnh Phú Yên vẫn đang triển khai các biện pháp ứng phó vì dự báo là nước trên sông này sẽ còn lên. Chỉ sau cơn mưa 2 giờ đồng hồ, ngôi nhà này đã bị đất đá từ trên núi sạt lở tràn xuống làm sập như thế này. Chứng kiến cảnh hàng xóm bị vùi trong đống đất đá bị thương nặng, người dân trong thôn vẫn chưa hết bàng hoàng. Nước chảy gơ lắm, làm gì tôi không có que được. Ở đây cũng như cái sổ xuống kẹt, ào là cũng như chạy không kịp vậy thôi. Sổ xuống chạy không kịp. Lúc tôi que là coi như tôi thấy rồi, bị mẹ con ở luôn. Theo phản ánh của người dân thì mưa lớn chỉ kéo dài trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nhưng đã gây sạt lở núi và làm sập một căn nhà như thế này. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An thì hiện tại có ít nhất 11 điểm có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn huyện Tuy An. Từ chiều tối ngày 12 đến chiều tối nay, các huyện thị xã cấp Bắc của tỉnh Phú Yên ghi nhận lượng mưa rất lớn tại nhiều khu vực, với lưu lượng các nơi đã được hơn 250mm. Vì mưa rất to, lượng nước mưa từ trên núi đổ xuống quá nhiều và nhanh, nên người dân ở nhiều khu vực không kịp trở tay. Lực lượng vũ trang đã cứu được một phương tiện cùng 4 người trên ô tô khi lưu thông trên đường từ xã An Nghiệp xuống An Định bị nước cuốn. Nhiều tuyến giao thông cũng đã bị chia cắt. Như ở ngôi làng này, nhiều hộ dân đang rất lo lắng cho tài sản và người thân của mình. Giờ coi như ngập nước hết rồi, giờ không còn giờ ngập nước hết, còn hàng quá má nó được ngập nước hết rồi, ước hư bỏ mà trời đi cũng hư hết. Bò giờ coi như 4-5 bò chẳng mà ba nghĩ mà kêu vậy mà sao biết nó có trâu hoặc không giờ chẳng cũng chưa biết. Trước mắt thì chúng tôi sử dụng lực lượng dân quân tại chỗ và lực lượng quân sự công an của các địa phương là túc trực 24/24 để ngăn chặn không cho mọi người và phương tiện đi qua. Theo dự báo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đêm nay và ngày mai thì mưa trên địa bàn tỉnh Phú Yên sẽ giảm, nhưng mực nước trên sông Kỳ Lộ sẽ lên trên báo động 2. Do vậy, các địa phương có nguy cơ sạt lở cao, ngập úng cao, tiếp tục vận động người dân di dời và khuyến cáo người dân không trụ vàng với đợt mưa lũ này.